Do vậy, càng luyện nhiều sẽ càng điêu luyện. Trương tướng quân, nhưng tên không thể đi nhanh bằng đạn của giặc được. Đúng là tên của chúng ta không thể đi nhanh bằng đạn của giặc. Nhưng điều kiện của chúng ta có như vậy, thì chúng ta phải làm sao để phát huy được tác dụng của tên khi bắn ra. Phải nhanh và thật chính xác. Đại tá, đám quân cờ đen kia thật đáng ghét. Chúng không ngừng khiêu khích quân ta. Ngài toàn quyền có lệnh, ngay ngày mai đưa quân tấn công cửa biển Thuận An, sau đó tràn vào kinh thành Huế. Vua Tử Đức không có con nối dõi, quan lại thì tư lợi. Chúng ta tiến vào Huế lúc này thì lợi đủ được. Các vị đại nhân, chúng tôi cần các vị chấp nhận 27 điều khoản trong bản hiệp ước lần này. Trần đại nhân, những điều khoản này chúng tôi đã gửi tới triều đình của các ông. Chắc hẳn vua tôi các ông đã nghiên cứu kỹ. Trước sau gì cũng phải kỹ. Các vị cần gì phải làm mất thời gian của cả hai bên. Đám người Pháp kia thấy chúng ta nhân nhượng nên càng lấn tới chẳng? Đúng vậy thưa đại nhân, điều khoản nào của bọn họ cũng ép chặt Việt Nam ta với Pháp. Đây, ngay từ điều 1, nước Việt Nam thừa nhận và công nhận sự bảo hộ của nước Pháp. Nước Pháp sẽ đại diện cho nước Việt Nam trong mọi quan hệ ngoại giao. Những người Việt Nam ở nước ngoài đều đặt dưới sự bảo trợ của nước Pháp. Đây chẳng phải quá lắm sao? Trước tình thế quân Pháp ngày càng mở rộng địa bàn chiếm đóng ở Bắc Kỳ, cả quân triều đình và các nhóm nghĩa binh yêu nước đều sục sôi ý chí chiến đấu chống lại sự bành trướng của quân Pháp. Tháng 4 năm 1883, Lưu Vĩnh Phúc sau thời gian ngắn về Trung Quốc thăm nhà cũng đã được triều đình Nguyễn phái sứ giả sang thuyết phục trở lại chống Pháp. Lưu tướng quân, dừng lại đây nghỉ một lát. Được. Lần này River chiếm Hà Nội cũng thần tốc không khác gì Garnier 10 năm về trước. Quả thật khiến người ta không kịp trở tay. Khi đó mà Tổng đốc Hoàng Diệu có sự chuẩn bị trước, liên hệ với tướng Trương Quang Đản bên Bắc Ninh, cùng với quân ta bên Phủ Hoài cùng giữ thành, thì người Pháp kia cũng khó mà lấy được thành nhanh như vậy. Khi đó triều đình không có lệnh, lại cho Tả Thị Lang vào Sài Gòn điều đình. Ai có thể ngờ bọn họ chưa tới Sài Gòn thì đại tá Rivière đã lấy thành Hà Nội. Ta thực sự tiếc vì Tổng đốc Quảng Diệu vì thế mà phải tuẫn tiết. Ông ấy là một anh hùng. Nếu Tổng đốc không tuẫn tiết thì cũng rơi vào tay giặc. Lúc đó ông ấy không còn lựa chọn nào khác. Lưu tướng quân, lần này ngài vừa về thăm nhà thì triều đình Huế đã cử sứ giả sang thuyết phục trở lại chống Pháp. Có lẽ phái chủ chiến trong triều đã mạnh hơn phái chủ hòa rồi. Cũng chưa biết phái nào mạnh hơn, nhưng triều đình vẫn chủ trương tránh xung đột trực diện. Lần này triều đình Đại Thanh cũng điều một đạo quân từ Lưỡng Quảng sang cùng đánh Pháp. Hy vọng trận này sẽ có kết quả tốt. Trước khi bắn, phải ngắm mục tiêu cho chính xác. Do vậy, càng luyện nhiều sẽ càng điêu luyện. Trương tướng quân, nhưng tên không thể đi nhanh bằng đạn của giặc được. Đúng là tên của chúng ta không thể đi nhanh bằng đạn của giặc. Nhưng điều kiện của chúng ta có như vậy, thì chúng ta phải làm sao để phát huy được tác dụng của tên khi bắn ra. Phải nhanh và thật chính xác. Bẩm Trương tướng quân, có thư của tướng Lưu Vĩnh Phúc. Tướng Lưu Vĩnh Phúc đã dẫn quân cờ đen về đóng tại Phủ Hoài Đức rồi. Đạo quân Thanh từ Lưỡng Quảng sang cũng đã đóng ở Bắc Ninh và Sơn Tây. Như vậy, chúng ta chỉ cần lên kế hoạch kỹ lưỡng, cùng đồng loạt đánh vào thành thì lo gì không thắng quân Pháp. Tướng quân, như vậy có hy vọng lấy lại thành Hà Nội rồi. Đúng vậy. Lần này quyết đánh cho đám giặc kia một trận thất điên bát đảo mới được. Nay cả cánh quân nhà Thanh, quân cờ đen và Trương Quang Đản đều đã đóng quanh thành Hà Nội rồi sao? Dạ đúng vậy thưa Hoàng thượng. Các cánh quân đã sẵn sàng chờ lệnh để phối hợp đánh thành Hà Nội rồi. Lần này có sự hỗ trợ của quân Thanh, hy vọng quân ta sẽ lấy lại thành Hà Nội. Để đối phó với sự bành trướng của thực dân Pháp ở Bắc Kỳ, các cánh quân của Trương Quang Đản, Lưu Vĩnh Phúc đã sẵn sàng ứng chiến chiếm lại thành Hà Nội.
cuộc chiến giữa quân dân Việt Nam với quân Pháp sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón xem. Tháng 5 năm 1883, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, quân Cờ Đen dưới sự chỉ huy của Lưu Vĩnh Phúc đã khiêu khích kích động quân Pháp trong thành Hà Nội. Trước tình thế đó, đại tá Riviere vội vã muốn tấn công phủ Hoài Đức để tiêu diệt sự quấy phá của quân Cờ Đen. Trận Cầu Giấy diễn ra khi Riviere kéo quân tới đây và trúng vào trận địa mai phục của quân Cờ Đen. Đại tá, đám quân Cờ Đen kia thật đáng ghét. Chúng không ngừng khiêu khích quân ta. Bọn chúng đóng ở phủ Hoài Đức. Tên đứng đầu bọn chúng là Lưu Vĩnh Phúc. Đây chẳng phải đám người đã giết Garnier 10 năm trước hay sao? Đúng là đám quân Cờ Đen do Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy, thưa đại tá. Không thể để bọn chúng quấy phá quân ta như vậy được. Kế hoạch đánh chiếm mở rộng địa bàn ra các vùng xung quanh cần phải thực hiện sớm. Nếu để đám quân Cờ Đen kia quấy phá sẽ gây tâm lý hoang mang cho binh lính. Cậu hãy mau tập hợp binh lính, sớm ngày mai xuất quân đi phủ Hoài Đức. Tuân lệnh đại tá. Phía bên trái, mau bắn! Đại tá, bọn chúng rất đông. Đúng, ta đã rơi vào ổ mai phục của chúng rồi. Mau rút. Tuân lệnh đại tá. Lưu tướng quân. Trương tướng quân đấy ư? Quân ta thắng rồi, quân ta thắng trận rồi. Có Lưu tướng quân cầm binh thì sao không thắng được chứ? Là do chúng ta phối hợp ăn ý nên đám giặc kia phải chịu đại bại mà thôi. Nghe nói Lưu tướng quân đã biết trước kế hoạch đánh phủ Hoài Đức nên mới đem quân mai phục ở Cầu Giấy. Ừ, đúng là như vậy. Tôi có gài người trong hàng ngũ của giặc. Lần này Rivière dẫn 500 quân đi phủ Hoài Đức để đánh quân ta, nhưng mà bọn chúng hoàn toàn không biết được kế hoạch của chúng đã bị lộ. Đám chỉ huy của quân Pháp ở Hà Nội đã chết đến 3 người, chưa kể binh lính là vô số. Chiến tích này của Lưu tướng quân quả thật khiến người ta khâm phục. Rivière, Bertha de Villeneuve và Jacques Quin, ba tên này chính là đầu sỏ quân Pháp ở Hà Nội. Bọn chúng phải bỏ mạng trong trận này đúng là làm cho ta vui sướng. Sau 3 giờ đồng hồ, quân ta đã lấy lại thành Hà Nội từ tay quân Pháp. Ta với ông phải phối hợp chặt chẽ với nhau để giữ thành mới được. Nhất định là như vậy. Trận chiến quyết liệt của quân triều đình với quân Pháp tại Cầu Giấy đã khiến cho quân Pháp tổn thất không nhỏ. Chiến thắng này có mở ra cục diện mới trong cuộc chiến giữa quân ta và quân Pháp hay không? Mời quý vị và các bạn đón xem. Từ khi thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng năm 1858, chúng liên tiếp tấn công Nam Kỳ, thâu tóm Nam Kỳ lục tỉnh, sau đó chuyển hướng ra Bắc Kỳ, hai lần chiếm thành Hà Nội. Việt Nam dưới triều đại vua Tự Đức đã lún sâu vào vòng kiềm tỏa và xâm lấn của thực dân Pháp. Chúng yêu cầu triều đình Huế ký hết hiệp ước này tới hiệp ước khác nhằm tăng cường chiếm đóng trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó có hiệp ước Akamang năm 1883. Các vị đại nhân, trong lúc người Pháp không ngừng lăm le chiếm đóng Bắc Kỳ, Hoàng thượng lại băng hà. Cho nên, việc quan trọng lúc này chúng ta cần phải làm là phải khống chế được cục diện. Lê đại nhân nói đúng, nay Hoàng thượng đi rồi, chúng ta phải hết lòng gánh vác, chớ để đất nước rơi vào cơn nước lửa. E rằng sức chúng ta không đủ khống chế cục diện. Các ông xem, thực dân Pháp không ngừng gây hấn, đánh chiếm mở rộng địa bàn. Chắc chắn bọn chúng sẽ thừa cơ thực hiện dã tâm. Trước hết, chúng ta phải giữ yên ổn trong triều đình. Thứ đến là phải đưa một hoàng tử nối ngôi. Như vậy mới mong thực dân Pháp không gây rối loạn tình hình. Hoàng thượng băng mà không có con nối dõi, việc này thật khó cho chúng ta. Theo tôi thấy, trong lúc cấp bách này, hãy dựng Nguyễn Phúc Ưng Ái lên ngôi. Mặc dù không phải là con ruột của hoàng thượng,
nhưng cũng là dòng dõi hoàng tộc. Theo ta thấy, cứ tạm thời như vậy. Việc đang cấp bách, cần nghĩ đến đại cục trước. Vua Tử Đức, vua Tử Đức băng rồi. Đại úy, vậy thì đúng là một cơ hội vàng cho đại pháp chúng ta rồi. Ngài toàn quyền có lệnh, ngay ngày mai đưa quân tấn công cửa biển Thuận An, sau đó tràn vào kinh thành Huế. Vua Tử Đức không có con nối dõi, quan lại thì tư lợi. Chúng ta tiến vào Huế lúc này thì lợi đủ được. Mau, mau ra lệnh cho binh sĩ sớm ngày mai lên đường. Tuân lệnh đại úy. Lê đại nhân, bây giờ phải làm sao? Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An, đem quân tràn vào thành Huế, ép triều đình phải công nhận nền bảo hộ của Pháp. Ông bảo ta biết phải làm sao bây giờ? Đại nhân, chúng ra điều kiện ép triều đình ta phải ký vào bản hiệp ước. Chắc chắn chúng đã chuẩn bị những điều bất lợi cho ta và có lợi cho chúng. Triều đình ta đang trong lúc rối ren. Vua Dục Đức ở ngôi chỉ 3 ngày. Nay vua Hiệp Hòa vừa lên, cũng chưa nắm được tình hình đất nước. Triều đình thì rối loạn. Ta là đại thần trong triều, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Sự ra đi của vua Tự Đức cũng là hồi kết cho vai trò của triều đình Huế và cũng là mốc đánh dấu sự thừa nhận toàn bộ vai trò của quân Pháp trên đất nước Việt Nam. Triều đình Huế ký kết hiệp định Ác Măng với Pháp như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi năm 1883, vào thời điểm vua Tự Đức băng hà, triều đình rối ren, thực dân Pháp đã lợi dụng cơ hội đó tấn công cửa Thuận An, tràn vào kinh thành, uy hiếp triều đình Huế. Trước tình hình đó, triều đình Huế đã cử lại bộ thượng thư Nguyễn Trọng Hợp ra Thuận An để điều đình với Pháp. Các đại nhân, tổng úy Ác Măng đã ra tối hậu thư gia hạn cho triều đình ta phải trả lời trong vòng 24 giờ, nếu không sẽ đánh chiếm kinh thành. Các ông tính xem phải làm sao đây? Lê đại nhân, không thể để chúng đóng quân ở kinh thành được, như vậy còn đâu uy nghiêm của triều đình ta nữa. Vấn đề bây giờ không chỉ có uy nghiêm của triều đình mà còn là thể diện quốc gia, còn là chủ quyền đất nước. Tôi nhầm tính, nếu chúng ta chủ chiến, lực lượng của chúng ta khó mà thắng được súng ống của giặc. Trong thư, Ác Măng viết, nếu triều đình chúng ta không chấp thuận những yêu cầu của người Pháp thì cái tên Việt Nam sẽ bị xóa khỏi lịch sử. Tôi nghĩ trước tiên cứ điều đình với họ, hòa hoãn trước. Lần gặp mặt này, tôi đề nghị Hiệp biện Đại học sĩ Trần Đình Túc làm chánh sứ, còn lại Bộ Thượng thư Nguyễn Trọng Hợp làm phó sứ. Các vị đại nhân, chúng tôi cần các vị chấp nhận 27 điều khoản trong bản hiệp ước lần này. Trần đại nhân, những điều khoản này chúng tôi đã gửi tới triều đình của các ông. Chắc hẳn vua tôi các ông đã nghiên cứu kỹ. Trước sau gì cũng phải ký. Các vị cần gì phải làm mất thời gian của cả hai bên. Những điều khoản này đều liên quan đến vận mệnh quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi không thể ký nó tùy tiện được. So với việc chúng tôi truyền bá văn minh, bảo hộ cho các ngài và dân chúng của các ngài có cuộc sống tốt đẹp với chiến tranh máu lửa, thì mấy điều khoản này có gì là lớn? Trần đại nhân, Phạm đại nhân, ông đang buồn phiền chuyện gì hay sao? Còn chuyện gì nữa? Hiệp ước Agamang ký kết, triều đình thừa nhận sự bảo hộ của Pháp trên toàn lãnh thổ. Mọi việc từ chính trị, kinh tế đến ngoại giao đều do Pháp nắm. Triều đình ta còn gì là tự chủ nữa? Đúng vậy. Đã thế, Bình Thuận thuộc Nam Kỳ, làm thuộc địa của Pháp. Chỉ có từ Khánh Hòa ra đến Đèo Ngang là thuộc triều đình Huế. Còn Bắc Kỳ bao gồm cả Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Pháp đều có quyền đặt công sứ để kiểm soát quan việc. Hiệp ước Ác Măng được ký kết vào ngày 25 tháng 8 năm 1883
tại kinh đô Huế, giữa đại diện của Pháp là Tổng úy Ackermann và đại diện của triều đình Nguyễn là Hiệp biện Đại học sĩ Trần Đình Túc. Hiệp ước có 27 điều đã xác lập quyền bảo hộ lâu dài của Pháp trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Năm 1883, đại diện của triều đình Huế ký với Ackermann bản hiệp ước gồm 27 điều đã thừa nhận đặc quyền của thực dân Pháp trên đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, sau hòa ước Thiên Tân được ký kết với triều đình nhà Thanh, thực dân Pháp lại muốn tiến thêm một bước nữa trong việc hợp thức mọi hoạt động của mình trên lãnh thổ của vương triều Nguyễn, nên đã thúc đẩy việc ký hiệp ước Paternot vào năm 1884. Ngài Bộ trưởng, lần này chúng ta đến Việt Nam gấp gáp như vậy, e rằng sẽ khiến triều đình Huế hoang mang. Mặc dù bọn chúng đã ký hiệp ước Ackermann, nhưng quân nhà Thanh ở Bắc Kỳ rất đông. Này ta đã ký hòa ước Thiên Tân với Lý Hồng Chương, trong đó nhà Thanh đã đồng ý không tiếp tục giúp Đại Nam chống Pháp. Việc này có lợi cho ta. Nội các chính phủ đã sửa lại hiệp ước Ackermann. Như vậy Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào Đại Pháp chúng ta rồi. Phải có lợi thì nội các mới ủy quyền cho ta mang bản hiệp ước mới sang Việt Nam. Bộ trưởng Paternot của chính phủ Pháp đã gửi cho triều đình ta một bản hiệp ước gồm 19 điều. Đám người Pháp kia thấy chúng ta nhân nhượng nên càng lấn tới chẳng. Đúng vậy thưa đại nhân, điều khoản nào của bọn họ cũng ép chặt Việt Nam ta với Pháp. Đây, ngay từ điều 1, nước Việt Nam thừa nhận và công nhận sự bảo hộ của nước Pháp. Nước Pháp sẽ đại diện cho nước Việt Nam trong mọi quan hệ ngoại giao. Những người Việt Nam ở nước ngoài đều đặt dưới sự bảo trợ của nước Pháp. Đây chẳng phải quá lắm sao? Điều khoản 3 còn vô lý hơn, đọc mà tức anh ngách. Tại sao các quan chức từ biên giới của Nam Kỳ đến biên giới của tỉnh Ninh Bình tiếp tục cai trị các tỉnh nằm trong hai ranh giới đó? Từ những gì thuộc về quan thuế, công chính và nói chung các công việc đòi hỏi một sự chỉ đạo thống nhất, phải sử dụng các kỹ sư hoặc nhân viên người Âu. Thật quá quắt. Hoàng thượng cũng đã phê duyệt để phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường, toàn quyền đại thần Phạm Thận Duật và phó toàn quyền đại thần Tôn Thất Phan đại diện triều đình gặp gỡ Paternot. Hiệp ước lần này, dù không muốn thì triều đình ta vẫn phải ký với Pháp rồi. Các vị đại nhân, bản hiệp ước 19 điều lần này chỉ làm rõ hơn hiệp ước Quý Mùi do Ackermann ký kết với các ngài mà thôi. Như vậy, các ngài muốn áp dụng 3 chế độ trên 3 miền của chúng tôi sao? Chúng tôi đã tiếp quản Nam Kỳ lục tỉnh ngót 20 năm nay. Mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn với người dân Nam Kỳ từ khi chúng tôi đến. Còn Bắc Kỳ và Trung Kỳ, dù là bảo hộ hay bán bảo hộ thì chúng tôi chỉ có một mục đích duy nhất, là mang nền văn minh tiên tiến đến cho các ngài và dân chúng Việt Nam. Hiệp ước Paternot ký ngày 6 tháng 6 năm 1884 đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Từ đây, Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp và các vị vua triều Nguyễn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, không có thực quyền trên chính lãnh thổ của mình.